Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Thôi Hạo Nhiên. Thôi Hạo Nhiên sinh vào ngày 27 tháng 9 năm 1953 tại Sơn Đông của Đài Loan. Thường tham gia diễn xuất các bộ phim cổ trang, Thôi Hạo Nhiên là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Đài Loan. Ông là một trong thập đại thiên vương của tập đoàn điện ảnh Dân Thị. Thôi Hạo Nhiên thường diễn xuất với các vai trung tình trong các bộ phim tình cảm, sở thích, du lịch, chạy bộ, bơi, thích ăn bánh bao, hạ cảo, nấu ăn cho con trai của mình. Bộ phim đã đóng thích nhất Khi Người Ta Yêu, Yêu Vào Ngày Mai. Về sự nghiệp điện ảnh, sau khi tốt nghiệp đại học, Thôi Hạo Nhiên đã có cơ hội tham gia vào bộ phim Yêu Vào Ngày Mai năm 1980, vượt xa những hy vọng của ông lập tức đã trở thành gương mặt nổi tiếng nhất của năm. Tuy nhiên, do một vài vấn đề về sức khỏe, sự nghiệp của ông đột nhiên bị chứng lại vài năm sau đó. Ông thật sự bắt đầu nổi tiếng khi tham gia bộ phim Võ Tắc Thiên vào năm 1985 trong vai Minh Học Văn bên cạnh Phan Nghinh Tử. Về cuộc đời, vừa mới bắt đầu sự nghiệp được một năm, khi sự nghiệp của ông đang trên đà phát triển thì bất chợt một tai họa đã ập đến cuộc đời của ông. Sau khi trải qua một đợt điều trị căn bệnh đau dạ dày, bất chợt những biến chứng sau ca phẫu thuật xảy ra, nó làm cho ông phải sử dụng thuốc kháng sinh trong một thời gian dài. Hậu quả của việc dùng thuốc kháng sinh đã làm tóc cũng như lông mày của ông đều rụng hết. Trông ông tàn tạ đến mức ra đường, ông phải đội nón giả và luôn phải dùng khẩu trang để che mặt lại. Chính điều này đã làm cho ông trở nên trầm cảm, tự ti. Ông trốn trong nhà suốt 3 năm và nó đã biến ông thành một người béo phì, mặc cảm, chán đời. Mỗi ngày khi đọc những lá thư của người hâm mộ gửi cho mình, ông càng thêm thất vọng. Khi mà mọi thứ gần như đã khép lại với ông thì chính vợ của ông, Lâm Tiểu Sinh, đã giúp cho ông vực dậy mọi thứ. Bằng sự kiên nhẫn của mình, bà đã giúp ông khôi phục lại thói quen chạy bộ hàng ngày. Chính việc đó đã giúp cho ông sống ngày càng cởi mở, tự tin. Năm 1983, ông quyết định tham gia vào một bộ phim thời nhà Thanh, Chấp Pháp sau 3 năm biến khỏi ngành điện ảnh. Cho đến một ngày kia, ông đã phát hiện tóc và chân mày của ông bắt đầu mọc trở lại. Điều này đối với ông chẳng khác gì một sự tái sinh kỳ diệu. Đối với ông, đó chính là sự bắt đầu cho một cuộc đời mới. Các bộ phim mà ông đã tham gia: năm 2013, Long Phi Phùng Vũ; năm 2010, Câu Chuyện Nhà Gái, Dạ Thị Nhân Sinh; năm 2009, Nhà Gái; năm 2008, Khi Người Ta Yêu; năm 2006, Tái Sinh Duyên; năm 2005, Tình Khó Phai; năm 2004, Dục Vọng Nhân Sinh; năm 2003, Bất Liễu Tình; Đứng Giữa Trời Nắng; năm 2001, Di Sơn Đảo Hải, Phản Lê Hoa; Phi Long Đại Hiệp; năm 2000, Con Dâu Trưởng Nam; năm 1999, Phú Quý Tại Trời; năm 1997, Giang Sơn Mỹ Nhân, Thi Công Kỳ Án; năm 1995, Khuynh Thiên Sắc Phụ, Quan Công, Thiên Sư Trung Quỷ; năm 1994, Đào Hoa Nữ, Đấu Châu Công; năm 1993, Nữ Tuần Án, Lãng Tử, Đại Khâm Sai; năm 1992, Hí Thuyết Tử Hì; năm 1991, Thiên Long Bát Bộ; năm 1990, Hoàn Phong, Thiếu Niên Đổi; năm 1989, Người Đàn Bà Trong Tháp, Xích Hồng Tân Nương, Ngã Nhi Tuấn Hiếu; năm 1988, Cây Cung Nhân Thảo, Hoa Lạc Chi Đa Thiếu; năm 1987, Thiên Đạo Kịch Trường, Thương Ngoại Hữu Tình Thiên, Nhất Khoái Tương Tư Luyễn; năm 1986, Gia Hòa Vạn Sự Hưng, Vạn Thủy Thiên Sơn; năm 1985, Võ Tắc Thiên, Nhất Đại Công Chúa; năm 1983, Chấp Pháp; năm 1980, Vãng Nhật Tình Hoài, Thủ Túc Tình Thâm, Ân Oán Tình Thiên, Xuân Phong Đại Địa, Yêu Vào Ngày Mai. Năm 1979, Thôi Hạo Nhiên đã kết hôn lần đầu với nữ phát thanh viên Thẩm Uyển, nhưng sau một năm thì họ ly dị. Từ năm 1980 đến năm 1983, đối với Thôi Hạo Nhiên được xem là giai đoạn nhiều thăng trầm nhất. Từ sự nghiệp cũng như gia đình của ông, mọi thứ đều đang đứng trên bờ vực sụp đổ, cho đến khi ông gặp cô Lâm Tiểu Sinh, một nữ tiếp viên hàng không. Chính người phụ nữ ấy đã giúp cho ông vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong đời.
Cuối cùng, sau hơn 1 năm tìm hiểu nhau, họ đã quyết định tiến tới hôn nhân. Mặc dù cha mẹ của Lâm Tiểu Sinh không đồng ý, nhưng cô vẫn nhất quyết đám cưới với Thôi Hạo Nhiên vì cô tin Thôi Hạo Nhiên là người đàn ông xứng đáng để cho cô giao phó cả cuộc đời. Năm 1988, cậu con trai duy nhất của họ đã chào đời. Cho đến giờ, Thôi Hạo Nhiên cũng đã chứng minh được rằng quyết định của cô Lâm Tiểu Sinh là hoàn toàn chính xác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.